Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý được khán giả gửi đến trong tuần. Đầu tiên là một số phản ánh đáng chú ý về giao thông. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu lửa tuyến Bắc Nam, ngoài các chắn ghi, gác chắn thì còn phải kể tới các chốt gác hầm tại các đèo. Ở đó thì nhân viên đường sắt làm nhiệm vụ phải có mặt trực 24/24 để điều tiết, giữ gìn an ninh và kịp thời cảnh báo khi có sự cố. Tuy nhiên, theo ghi nhận của khán giả Nguyễn Thị Thiện, có số điện thoại là 0979 và số cuối 987. Hiện vẫn có những nhân viên ngành đường sắt lơ là với nhiệm vụ rất quan trọng này. Clip được chị Thiện ghi lại tại hầm đèo Rọ Tượng và gửi tới phản ánh cùng chương trình trong tuần vừa qua là một ví dụ điển hình. Khoảng một tháng nay, thì hàng chục hộ dân sống ven quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn ấp Me và ấp Ga, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang hết sức khốn đốn khi mà ngành chức năng đã tạo 12 điểm G giảm tốc trên đường nhằm hạn chế tốc độ đối với xe cộ lưu thông nhanh khi qua lại hai điểm mở giải phân cách trên quốc lộ 1A. Khán giả Minh Hằng có số điện thoại là 0936 và số cuối 699 cho biết, mỗi điểm giảm tốc có 5 làn màu vàng nhô cao nằm vắt ngang đường, nên mỗi khi mà xe cộ qua lại thì đã gây rất nhiều tiếng động lớn. Đặc biệt là xe trọng tải lớn còn làm nhà cửa các hộ dân nơi đây rung lắc mạnh và hư hỏng. Còn từ Đồng Tháp thì khán giả Đức Anh có số điện thoại là 0914 và số cuối 478 cho biết, người dân sống gần khu vực hành chính huyện Hồng Ngự thuộc ấp Thượng 1, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự đang rất bức xúc trước tình trạng là nhiều hố ga nằm trên vỉa hè nhưng không được đậy nắp, đe dọa đến sự an toàn của người đi đường, nhất là vào ban đêm. Và sau đây, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm lại những clip đáng chú ý này. Điển hình như trong ngày 16 tháng 1, tại chốt gác hầm đèo Dọ Tượng, km đường sắt 1290 trên tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc địa phận thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Chốt gác hầm này đã khóa kín các cửa, đèn hiệu ngành vẫn còn để treo bên ngoài. Theo người dân gần chốt cho biết, nhân viên gác hầm đã bỏ đi đâu không rõ, khiến chốt gác hầm quan trọng này bị bỏ không mấy tiếng đồng hồ, từ 10 giờ sáng cho đến hơn 12 giờ trưa. Những chuyến tàu lửa chạy qua trong khoảng thời gian này đã không có nhân viên trực gác cảnh báo, gây bất an cho người dân khi lưu thông qua đây. Nhiều hộ dân sống ven quốc lộ 1A bức xúc cho biết, khoảng một tháng nay, kể từ khi 12 đoạn G giảm tốc được ngành chức năng tạo ra ở khu vực đông dân cư đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân. Mỗi khi xe ô tô lưu thông qua lại đã tạo ra những âm thanh đùng đùng, ầm ầm vang dội, nhà cửa liên tục rung lắc mạnh kể cả ngày và đêm, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Về đêm, tiếng động càng lớn hơn khiến nhiều người dân không thể yên giấc. Đáng nói hơn là nhiều xe cộ có tải trọng nặng đi qua nhưng vẫn không hề giảm tốc độ nên đã làm nền nhà rung rinh, nhà cửa rung lắc mạnh. Theo quan sát của khán giả Minh Hằng, mặc dù cơ quan chức năng đã tạo ra hơn 10 điểm G giảm tốc trên đường để các phương tiện tham gia giao thông mỗi khi qua lại giảm tốc độ ở hai bên đường, hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây và ngược lại, nhưng hầu như tất cả các loại phương tiện đều không hề giảm tốc độ, ngược lại còn cố tình tăng ga để vượt nhanh qua những điểm này. Những hình ảnh được ghi lại mới đây tại địa bàn ấp Thượng 1, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hàng loạt hố ga nằm lộ thiên giữa vỉa hè. Những miệng hố rộng từ nửa mét đến cả mét, bên trong đen ngòm, sâu hun hút. Thậm chí có vị trí có tới hai hố ga liền nhau đều không có nắp đậy. Đứng chỗ cái lỗ coi không? Tình trạng này khiến người đi bộ cảm thấy vô cùng bất an. Đặc biệt nguy hiểm là khi trời tối.
Tiếp theo, xin được chuyển sang phần điểm những clip đáng chú ý về môi trường. Đầu tiên là phản ánh của khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914 về một trang trại chăn nuôi với quy mô lên tới hàng trăm con gia súc đang gây ô nhiễm nghiêm trọng cho các hộ dân xung quanh. Trang trại này thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thế Hùng thuộc tổ 24, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Không những thế thì trang trại này còn xả thải trực tiếp ra con suối gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới mạch nước ngầm. Chạy dọc triền đê từ xã Dương Hà qua các xã Cung Đình, Yên Viên đến gần chân cầu Đuống, Sa Lâm, Hà Nội là một lũy tre hộ đê được trồng từ rất nhiều năm về trước, với mục đích là để bảo vệ con đê và xóm làng trước những đợt nước lên của con sông Đuống. Tuy nhiên thì theo quan sát của khán giả Nguyễn Văn Vương có số điện thoại 0167 3 số cuối 765 thì gần đây hoạt động khai thác cát tại khu vực này diễn ra dồn dập, ảnh hưởng không nhỏ tới sự sinh trưởng phát triển của lũy tre này. Nhiều tháng nay thì tình trạng nước sạch nhiễm arsen tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông khiến cho người dân hết sức lo lắng. Trong khi đó thì hiện tại công trình cấp nước ở đây lại đang thiếu nước trầm trọng. Cũng vì vậy mà hàng trăm hộ dân đang phải chật vật bằng cách này hay là cách khác tìm nguồn nước để sử dụng. Hình ảnh phản ánh về thực trạng này đã được khán giả Hoài Nga có số điện thoại là 0912 3 số cuối 845 ghi lại và gửi tới chương trình trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, đang vào mùa khai thác cá ngừ đại dương, thế nhưng cửa biển Đà Diễn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị bồi lấp. Hàng trăm tàu thuyền công suất lớn của ngư dân không thể ra vào. Khán giả Phương Thủy có số điện thoại là 0912 3 số cuối 881 cho biết, thực trạng này khiến hoạt động đánh bắt hải sản của người dân khu vực bị đình trệ. Việc cát bồi lấp và làm ách tắc dòng chảy cũng đang gây những hậu quả nhãn tiền cho người dân tỉnh Phú Thọ. Hiện nay các công trình thủy nông không thể tiếp cận nguồn nước nếu như không khẩn trương nạo vét kịp thời. Nguyên nhân của tình trạng này là do các trận mưa lũ xảy đến liên tiếp vào những tháng cuối năm 2017. Và theo phản ánh của khán giả Trần Ngọc Trinh có số điện thoại là 0989 3 số cuối 682 thì khung thời vụ đông xuân đến rất gần, các địa phương đang tính từng ngày để đón đợt xả nước đầu tiên từ các hồ thủy điện. Vì vậy việc khơi thông dòng chảy là hết sức cần thiết. Và sau đây, mời quý vị một lần nữa cùng chúng tôi nhìn lại những clip đáng chú ý này. Theo ghi nhận, trang trại của gia đình ông Hùng nằm trong khu vực Nghĩa Trang Khổng Học Phật Giáo, Nha Trang. Trang trại có quy mô lớn, chăn nuôi hàng trăm con gia súc như bò, lợn, dê. Người dân cho biết, trước đây, ông Hùng có hầm bioga nhưng lâu ngày đã hư hỏng. Từ đó, lợi dụng việc nằm trong khu vực Nghĩa Trang nên gia đình ông đã xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường. Quan sát, chủ trang trại đã cho xả nước thải chăn nuôi của hàng trăm con gia súc trực tiếp ra suối gần trang trại. Trong khi đó, dòng suối này chảy xuống khu vực tổ dân cư số 24, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, cách trang trại khoảng 1 km, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của trên 30 hộ dân nơi đây. Cứ đến tầm 10 giờ trưa, nắng gắt là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hiện tại, nguồn nước giếng khoan của khu dân cư không dùng được. Chất thải chăn nuôi tích tụ bốc mùi, môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Hàng loạt cơ sở khai thác cát, sỏi đá mọc lên vài năm trở lại đây ở ven khúc sông này đã khiến nguồn nước bị ứ đọng lại quanh các gốc tre. Vì thế mà tre luôn trong tình trạng ngập nước, ngay cả khi đang ở giữa mùa khô hiện nay. Không thấy một sự phát triển nào trong nhiều tháng trở lại đây, mà thay vào đó là sự tàn lụi, khô khốc. Nhiều thân tre khô nằm gục trên nền nước đen kịt. Những rặng tre xanh trước kia dựa vào nhau mà sống thì giờ càng ngày càng thưa thớt, chết dần, chết mòn. Thậm chí có những chỗ trước kia là nơi tre tỏa bóng mát xanh tươi thì nay bị vùi lấp dưới cát sỏi và những lớp váng dầu của máy móc hoạt động.
6 tháng nay, ông Trần Văn Anh cũng như nhiều hộ dân ở Đức Xuyên phải dùng can nhựa đi gần 2 km xin nước từ các giếng nước gần sông để về ăn uống hàng ngày. Nguồn nước từ công trình cấp nước, ông Anh chỉ để giặt quần áo và tắm rửa vì nhiễm arsen. Điều bức xúc nhất là không chỉ nhiễm arsen mà vào mùa khô, nguồn nước còn thiếu, không đủ để sử dụng. Gia đình ông phải đầu tư bể nước 200 lít này để tằng tiện tắm giặt trong vài ngày. Thì nguồn mua nước sạch để dùng để nấu cơm mà nấu canh, thì còn riêng á, nước rửa rau hay là nước rửa chén thì chúng tôi phải ra túc gần bờ sông, những cái giếng nơi đó là gần bờ sông thì giếng nơi đó có nhiều có nhiều nước nó trong, nhưng mà không biết có nhiễm arsen không, nhưng mà chúng tôi vẫn tin nước nó cũng được hơn là cái nước tại nhà máy này, cho nên thành ra chúng tôi phải chấp nhận đi xa chợ. Máy lọc nước cô phi này hộ ông Trần Tấn Phục vừa mua 4 tháng nay để lọc nước. Ở xã Đức Xuyên, rất ít người có điều kiện đầu tư máy lọc nước hơn 5,5 triệu đồng như ông Phục. Đa phần người dân đều khó khăn nên đành sử dụng nguồn nước nhiễm arsen. Ông Phục cho biết, người dân chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, giếng đào. Nhưng 6 tháng nay, bơm nước lên để qua đêm, thấy váng đen nổi lên mặt, biết là ô nhiễm nhưng buộc phải dùng bởi không có lựa chọn nào khác. Vào mùa mưa, người dân tận dụng nước mưa. Mùa khô thiếu nước, phải sử dụng nước sông, suối. Có thông tin là nước nhiễm arsen thì thời gian qua thì nghe là những cái chỗ nó bán cái máy lọc nước sạch đó thì chúng tôi mua để mà lọc qua. Tức là không là gì là lọc qua được phần nào mà đỡ phần đó thôi, chứ không xài trực tiếp thì rất sợ. Hoặc giả là nếu trường hợp không có cái máy nước lọc á, thì chúng tôi dùng nước bình, là những cái xe chở nước bình nó bán rong rong ở trên đường đó. Rồi những cái nước này thì chúng tôi không dùng ấy để ăn uống nữa mà chỉ giặt giũ thôi, mà cũng rất sợ là khi giặt giũ là nó dính vô cái quần áo của mình có thể nhiễm qua da, là gây đến cái bệnh như là bệnh ung thư. Các chất này chất kia đều có nhiễm qua da hết. Phía trong cửa biển Đà Diễn là nơi ra vào của tàu thuyền thuộc ngư dân 2, phường 6 và phường Phú Đông. Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 năm 2017 và các đợt triều cường đánh vào kéo theo một lượng cát rất lớn về phía cửa biển. Giờ những cồn cát như thế này khiến cho tàu thuyền gặp khó khăn khi ra vào. Nguy cơ mắc cạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Cũng do cửa biển bị bồi lấp nên tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa còn rất nhiều tàu công suất từ 90 mã lực trở lên đang neo đậu không thể ra khơi được. Nhiều tàu phải neo đậu nơi khác cách cửa biển ít nhất 300 mét. Nếu như cửa biển thông thoáng, mỗi ngày có khoảng 20 phương tiện ra vào thì giờ đây chỉ có 1 đến 2 tàu chở đỉnh chiều chạy tàu, không đến nơi khác lấy nhiên liệu. Đây là bãi bồi ven sông Hồng thuộc xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng bồi lấp quá lớn đã kéo dài khoảng cách giữa các trạm bơm và cửa lấy nước ven sông. Nếu như mọi năm, bãi bồi vẫn còn những con lạch nhỏ dẫn nước thì năm nay lạch cũng bị lấp. Về cái nước nuôi để phục vụ cho sản xuất chiêm xuân của xã Tam Cường là rất khó khăn vì năm nay cái bãi sông Hồng là nó bồi lấp quá dài. Mà cái nguồn nước giờ phút này là chúng tôi đã chuẩn bị cho bắt đầu bơm đổ ải để phục vụ cho sản xuất thì là nước chưa có. Đợt xả đầu tiên từ các hồ thủy điện phục vụ đổ ải đang được tính từng ngày. Nhưng xem ra khối lượng công việc của cỗ máy nạo vét cát để lấy đường dẫn nước này còn rất lớn khi mà khoảng cách vào bờ còn khá xa. Những đợt mưa lũ liên tiếp trong năm 2017 không chỉ khiến hệ thống sông Hồng bị tăng lượng cát bồi lấp mà nhiều công trình thủy nông bị hư hỏng,
cũng khiến cho việc chủ động lấy nước vụ đông xuân năm nay gặp khó khăn. Theo dự báo, năm nay khó có được lượng mưa bổ sung vào các đợt xả nước. Do đó, các địa phương từ Trung Du đến Đồng Bằng chủ yếu trông chờ vào nguồn nước xả từ hồ thủy điện. Trong khi đó, do kế hoạch đại tu của Thủy điện Hòa Bình nên sẽ chỉ có 7 trên 8 tổ máy của Thủy điện Hòa Bình phát điện để bổ sung nước cho hạ du. Vì vậy, việc duy trì mực nước hạ du sông Hồng cao như các năm trước sẽ khó khăn hơn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số phản ánh đáng chú ý khác. Nghề bán nước biển tại ngay trong thành phố biển, mới nghe qua thì tưởng như là đùa, thế nhưng thực tế thì nghề này lại tồn tại ở Nha Trang, Khánh Hòa từ nhiều năm nay. Và là kế sinh nhai của rất nhiều người khi mà các nhà hàng hải sản phục vụ khách du lịch ồ ạt mọc lên trong lòng thành phố. Clip đáng chú ý này do khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa cung cấp tới chương trình. Thưa quý vị, võ cổ truyền Việt Nam được người Việt sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù. Với những bí kíp này thì người Việt Nam đã dựng nước, mở mang, bảo vệ đất nước suốt trong quá trình lịch sử Việt Nam. Và ngày nay thì môn võ này đã được đưa vào học đường nhằm nâng cao thể chất của học sinh. Khán giả Đỗ Văn Trinh có số điện thoại là 0168 và số cuối 269 cho biết, tại Bình Phước thì trường Trung học phổ thông Chu Văn An là ngôi trường đầu tiên thực hiện việc đưa môn võ cổ truyền vào thay thế cho các động tác thể dục giữa giờ cho năm học 2017-2018 và đang được học sinh nhiệt tình đón nhận. Còn tại trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi thì có một gian hàng tự phục vụ độc đáo. Tại đây thì học sinh tự chọn món hàng yêu thích, tự trả tiền mà không có người giám sát. Khán giả Lê Hồng Liên có số điện thoại là 0913 và số cuối 394 cho biết, càng ý nghĩa hơn khi mà toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ dành tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Những ngày này thì khắp các tuyến phố của thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đang được tô đậm sắc hồng bởi những bông hoa mai anh đào đang đồng loạt nở rộ. Vẻ đẹp của loài hoa này đã thu hút rất đông du khách đến với xứ sở ngàn hoa trong dịp cận Tết. Và hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây đã được khán giả Nguyên Ngọc có số điện thoại là 0168 và số cuối 784 ghi lại, gửi tới chia sẻ cùng chương trình trong tuần vừa qua. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip kể trên. Nguồn cung cho những người hành nghề bán nước biển tại Nha Trang là các trại kinh doanh tôm, ốc giống. Các trại này thường lấy nước biển bằng cách đặt máy bơm và ống ra cách bờ cả trăm mét để hút nước, sau đó được lắng lọc để ươm con giống. Cũng vì thế mà các trại này luôn có thêm dịch vụ cung cấp nước biển sạch cho những người hành nghề bán nước biển qua những đường ống đặt sẵn bên ngoài. Hàng ngày, các xe chở nước liên tục đến đây để mua nước đi cung cấp cho các nhà hàng hải sản. Hiện nay, trong thành phố Nha Trang có khoảng chục xe chở nước biển phục vụ cho các nhà hàng hải sản. Theo đó, cứ vào tiết thể dục giữa giờ, các em học sinh của các khối lớp đã được các võ sư và huấn luyện viên trong câu lạc bộ võ thuật cổ truyền huyện Trơn Thành hướng dẫn học thuần thục các động tác căn bản của võ cổ truyền. Đưa võ cổ truyền vào học đường không chỉ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe một cách đơn giản nhất, mà còn hướng các em đến sự tự tôn dân tộc và tinh thần tôn sư trọng đạo. Thêm vào đó, huyện Trơn Thành là một trong những địa phương có truyền thống và thành tích trong tập luyện và thi đấu võ cổ truyền của tỉnh, nên việc đưa võ cổ truyền vào giảng dạy tiết học giữa giờ trong nhà trường là rất cần thiết để các em gìn giữ và phát huy thế mạnh của địa phương. Gian hàng tự phục vụ, một địa chỉ quen thuộc của các học sinh trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng trong giờ giải lao, nằm ở một góc nhỏ trong văn phòng đoàn trường. Ở đây,
có đầy đủ các loại đồ dùng học tập cùng một ít thực phẩm đóng gói như bánh mì, xúc xích, bánh kẹo. Mỗi món đồ được đựng trong một khay nhỏ với giá bán rõ ràng. Học sinh tự chọn món đồ cần mua rồi trả tiền theo giá đã niêm yết vào thùng bên cạnh. Hoạt động mua bán diễn ra một cách sôi động mà không hề có sự giám sát của các thầy cô giáo. Hàng ở đây thì nó cũng như cái mặt hàng ở ngoài, nhưng mà ở trong này thì giá cả em thấy là nó sát hơn ở bên ngoài. Bên ngoài người ta lấy rất là đắt cao hơn. Ví dụ mì ở đây 5.000 thì ở ngoài là tới 7.000. Đây thì có thể là giúp mấy bạn nghèo. Với lại là ở đây thì mình có thể có ý thức trung thực, tự giác hơn. Mỗi ngày, hàng trăm học sinh trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng tìm đến với gian hàng tự phục vụ. Số học sinh đến với gian hàng rất đông, nhưng việc chọn hàng, trả hàng đều diễn ra trật tự. Một điểm đáng ghi nhận khác là khu vực quanh gian hàng, khu vực sân trường đều được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Tuyệt nhiên không có rác thải từ các loại bao bì đã qua sử dụng rơi vãi. Mai anh đào là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Mỗi dịp cuối đông đầu xuân, mai anh đào lại nở rộ, nhuộm hồng các con đường ở Đà Lạt, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh. Ghi nhận tại các tuyến phố lớn như trục đường Trần Hưng Đạo, phường 10 hay khu vực quanh Hồ Xuân Hương và Hồ Tuyền Lâm, tất cả các cây đã đồng loạt bung nở hồng rực rỡ cả một khoảng trời. Không chỉ những tuyến đường có lượng cây mai anh đào lớn, mà đến thời điểm này, nhiều địa điểm khác trên phố núi Đà Lạt, hoa anh đào cũng đã đua nhau khoe sắc, thu hút người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. Vẻ đẹp của hoa hòa quyện với bầu không khí se se lạnh của cao nguyên Lâm Viên đã khiến du khách như đang lạc vào một vùng đất thiên đường với khung cảnh không kém gì vùng đất châu Âu đầy lãng mạn. Đi trên con đường hoa rực rỡ, cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, muốn đi mãi mà chẳng muốn về. Hoa đào nở rất là đẹp, thật sự rất là may mắn vì cái lần này mình đi Đà Lạt đi chơi, đi du lịch thì trúng ngay cái lúc mà hoa anh đào nó rực rỡ như thế. Thì ngày hôm qua, từ hôm qua tới giờ thì mình đã đi rất là nhiều nơi, chụp hình rất là nhiều nơi, từ Đà Lạt cho tới Trại Mát, Cầu Đất luôn. Thật sự hoa anh đào nở rất là đẹp. Thì bữa nay là thấy hoa nở là đúng mùa này, mấy năm trước thì nó trái mùa. Hoa nở rất là đẹp, mà nếu như mà những bạn mà chưa biết tới Đà Lạt thì lên đây giống như là lạc vào ở bên nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam đâu, giống như ở Nhật chẳng hạn. Trong chương trình Góc nhìn khán giả phát sóng gần đây thì chúng tôi đã phát clip của khán giả Trần Ngọc Vân có số điện thoại là 0167 và số cuối 776 về việc tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn kết nối Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng 2 năm nhưng chưa có đèn đường. Mới đây thì chương trình cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả này cho biết là tình trạng trên đã được chính quyền địa phương nhanh chóng xử lý. Nhận thấy vấn đề lắp điện đường là cần thiết, ảnh hưởng lớn đến tiềm năng phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo chủ đầu tư lắp đặt hệ thống đèn đường và đưa vào phục vụ vào những ngày đầu năm 2018. Trước đó thì đường Mỹ Phước Tân Vạn từng được người dân xem như là cung đường tử thần, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người tử vong và bị thương. Bên cạnh đó thì người dân bức xúc khi con đường được xem như là huyết mạch với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, có hàng nghìn lượt phương tiện giao thông qua lại, thế nhưng lại không có điện đường. Từ đó tuyến đường xuất hiện tình trạng cướp giật lộng hành, khiến cho người dân sống trong thấp thỏm lo sợ. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email góc nhìn khán giả@vtc.gov.vn.
hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.